được Phật à, kính tất cả các anh chị em bậc lực bây giờ chúng ta đi vào cái buổi học à, lần thứ hai của Kinh Duy Ma cập mà trong cái à, kỳ học 1 à, chúng ta đã học qua cái à, chương giới thiệu và cái chương à, tỉnh Phật Quốc độ mà qua cái sự vì à, đó tóm lược của anh huynh trưởng à, tâm trí à, tư đồ minh à, chúng tôi thấy được rằng trên cái tinh thần giảng dạy là các anh chị em đã nắm bắt được một phần nào trong cái à, chương giới thiệu và cái chương tịnh phật quốc độ đó và mong rằng các anh chị em nghiên cứu thêm nữa để chúng ta nắm vững hơn cái tinh thần giáo pháp mà đức thế tôn đã thuyết giảng ở trong kinh duy ma cật mà khi nói đến kinh duy ma cật thì các anh chị em đã biết được rằng đó là một vị à, trưởng giả đại diện cho tinh thần bồ tát đạo mà đi vào trong những cái chương kế tiếp thì các anh chị em sẽ thấy được rằng tất cả đều nằm trên cái tiến trình phụng sự của chư vị Bồ Tát đối với cái sự giáo hóa chúng sinh mà Ngài Duy Ma Cật đã hiện thân ra bệnh để cho Đức Thế Tôn sai các vị thánh đệ tử cũng như là các vị Bồ Tát đến thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật. Thì trước khi đi vào cái chương bồ tát văn thù đi thăm bệnh ngài duy ma cật thì chúng ta lượt qua cũng như là coi lại cái chương tịnh phật quốc độ và cái chương gọi là phương tiện quyền xảo ở nơi đây để rồi chúng ta bước vào trong cái chương mà hàng thánh đệ tử cũng như là bồ tát Văn Thù đi thăm bệnh ngài Duy ma cật thì ở nơi chương phương tiện quyền xảo ngài Duy ma cật đã trình bày về đã nói về đã nhận định về hai cái thân một là cái thân chúng sinh hai là cái thân của chư Phật thì ở nơi đây ngài Duy ma cật nói về cái thân của con người chúng ta trong cuộc sống này, mà khi nói về cái thân của chúng ta trong cuộc sống này thì các anh chị em thấy được rằng cái thân của chúng ta nó không có bền vững, cái thân của chúng ta nó không có chắc chắn, cái thân của chúng ta ngày hôm nay nó không có một cái gì mà nó 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 nó, nó, nó thanh tịnh, nó vững vàng để gìn giữ cái thân đó không bị hủy hoại qua bốn cái tiến trình đó là thành trụ hội không. Vậy thì ngài Duy Ma Cật nói về cái thân này, các anh chị em lắng nghe để rồi từ chỗ đó chúng ta quán thấy cái tự thân của chúng ta có giống như là cái lời nói của ngài Duy Ma Cật hay không. Các nhân giả, cái thân này là vô thường, không vững mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu là pháp chống một nát không đáng tin cậy nó là sự khổ là sự ưu não là nơi tập hợp của các loại tật bệnh thưa các anh chị từ khi mà có cái thân này đến giờ phút này các anh chị em có bao giờ bị bệnh không dạ chắc hẳn là có nếu mà không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ nhẹ nếu mà không có bệnh trầm trọng cho lắm thì cũng bị bệnh cảm trái gió trở trời do vậy mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta có cái tự thân này phải nói rằng chúng ta cưu mang hết tất cả những cái gì mà cái đó được gọi là vô thường cái đó nó không có vững mạnh cái đó nó yếu đuối và không có bền chắc là pháp chống mục nát ở nơi đây duy ma cật nói rằng cái thân này là một cái pháp mà nó chống một nát nó không có bền chắc bởi vì tự thân của mỗi người là một pháp pháp đó như là cái nhà pháp đó như là cái bàn vậy thì tự thân này cũng là một pháp giống như là cái bàn giống như là cái nhà vậy thì cái nhà có mặt hiện hữu ở trên cuộc đời này nó cũng chống một nát cái bàn có mặt trong hiện hữu này nó cũng chống một nát thì cái thân ngũ uẩn này nó cũng chống một nát chúng ta học kinh duy ma cật là chúng ta học những yếu tố nói về chúng sinh mà nói về chúng sinh có nghĩa là chúng ta trình bày hết tất cả những cái yếu tính của chúng sinh đó để mà hóa độ chúng sinh để cho chúng sinh thấy được thực thể của con người thực thể của chúng sinh như thế nào để rồi từ chỗ đó chúng ta ly khai hết tất cả những cái gì mà những cái đó nó nằm trong phạm trù của hữu vi cái đó nó nằm trong phạm trù của thế gian để rồi chúng ta bước ra khỏi phạm trù của thế gian và chúng ta đi vào trong cái thế giới của vô vi đi vào cái thế giới của pháp thân mà cái thân này là cái thân thứ nhất Ngài Duy Ma Cập muốn nói. Này nhân giả, thân này không phải là chỗ đáng nương tựa cho người minh trí. Cái thân này không phải là chỗ nương tựa của người có trí. Bởi vì người có trí đã quán biết, đã thấy được rằng cái thân này là thân giả tạm. Nó có ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ hết. Nó có ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ hết tiêu diệt Cho nên khi mà chúng ta sinh ra đời Rồi chúng ta lớn lên Rồi chúng ta có cha mẹ Chúng ta có vợ chồng Chúng ta có con cái trong gia đình Nhưng mà đến khi rồi Ông bà của chúng ta từ giả Cha mẹ của chúng ta xả bỏ báo thân Vợ chồng của chúng ta không còn hiện hữu trong gia đình nữa Thì tới chừng đó chúng ta khổ Do vậy mà Ngài Duy Ma Cật nói rằng cái thân này không phải là chỗ đáng nương tựa cho người có trí. Cho nên chúng ta học Kinh Duy Ma Cật để chúng ta thấy được rằng, chúng ta quán chiếu được rằng tự thân của chúng ta không có thật. Như Ngài Duy Ma Cật nói, thân này như là đóng bọt không thể vóc nắm. Nó như là đóng bọt, nó hiện hữu rồi nó tan biến, nó có rồi nó lại không giống như là bong bóng nước mà nó trôi trên cái trên cái vỉa hè vậy đó khi mà trời mưa nhưng mà đến khi chúng ta đưa tay chúng ta nắm bắt nó thì cái bọt nước đó nó lại vỡ đi thân này cũng lại như vậy thân này như bong bóng không có tồn tại được lâu dài từ khi mà chúng ta sinh ra đời đến giờ phút này có mấy ai chúng ta sống được 100 năm? Có mấy ai chúng ta sống một cách bình an và khỏe mạnh mà nó không có bệnh hoạn, nó không có tan vỡ, nó không có hủy hoại mà như hồi nãy chúng tôi đã thưa đó là tất cả mọi sự vật đều nằm trên bốn cái tiến trình là thành, là trụ, là hoại, là không. Thì tự thân ngủ uẩn này nó cũng nằm trên bốn cái tiến trình đó thưa các anh chị do vậy mà các anh chị trong bậc lực chúng ta phải ý thức và hiểu được tự thân của các anh chị cũng như là tự thân của tất cả mọi người giống như là bọt nước chúng ta, chúng ta đưa tay chúng ta bóc là nó sẽ bể và tự thân này nó không có được lâu dài cho nên khi mà chúng ta học kinh di ma cật như thế này chúng ta tự ý thức và hiểu biết được rằng tự thân của chúng ta, tự thân của các anh chị đều nằm trong tiến trình của vô thường, nó không có tồn tại được lâu dài, nó có thể có trong 10 năm, 20 năm, 50 năm hay hơn nữa, nhưng rồi tất cả nó đều bị hủy diệt bởi cái tính chất vô thường đó, bởi cái tính chất vô ngã đó. Thứ năm, thân này như quán nắng bốc từ khát vọng của yêu đương thân này có là do khác ai thân này có là do cái dục của con người cái dục của chúng sinh mà kể cả những cái loài thảo mộc nó có mặt ở trong thế gian này cũng vậy nó có được cái bông nó có được cái hoa nó có được tất cả những sự hình thành để tăng trưởng trên tiến trình của sự sống của nó tất cả đều nằm trong tiến trình của yêu đương của cái dục mà danh từ của nhà phật gọi là cái dục là kama đó thưa các anh chị và từ cái khát vọng yêu đương đó nó sản sinh ra con người nó sản sinh ra chúng sinh và nó hình thành hết tất cả mọi sự vật ở trong thế gian này Do vậy mà thế giới chúng ta đang sống gọi là dục giới. Tức là thế giới nói về cái ước vọng của con người hình thành từ sự vật đến tất cả mọi hình thể, hình tướng của con người hay tự tâm của con người đều nằm trong tiến trình của dục. Cho nên ở nơi đây, đây Ngài Duy Ma Cật nói rằng cái thân này như là được bốc lên từ khát vọng của yêu đương thân này như là cây chuối ruột không có vững chắc mà các anh chị em ở miền quê việt nam các anh chị em đã thấy được rằng những khốm chuối nó sống với nhau nó nương tựa với nhau tự thân của cây chuối nó đã mềm rồi còn cái lõi của cây chuối nó cũng mềm mà nó không cứng như những là loại cây khác ở trong rừng như là các cây chiên đàn những loại cây đại thọ nó có cái lõi nó cứng còn cái lõi của cây chuối thì nó mềm thì thưa các anh chị tự thân của chúng ta tự thân của anh chị nó cũng giống như là cái lõi của cây chuối vậy đó nó có thể gãy bất cứ khi nào nếu mà một cơn gió thổi qua nó có thể bị hủy diệt bất cứ khi nào khi mà thân cây chuối bị rơi rụng thân này như là huyễn hình thành bởi ý nghĩ đảo điên thân này được hình thành bởi dục vọng mà khi nói đến dục vọng thì chưa chắc rằng nó đã tỉnh giác khi nói đến dục vọng là không có thể đề cập đến được những cái tư tưởng những cái ước vọng những cái ý nghĩ tỉnh giác chính vì tỉnh không có tỉnh giác cho nên cái thân này nó mới được hình thành mà thân này được hình thành là do những cái ý nghĩ sai trái của chúng ta do cái quả báo từ nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có mặt ngày hôm nay cho nên các anh chị em đã nghe được rằng chúng ta có mặt trong thế giới này là do nghiệp lực mà chúng ta có còn chưa vì bồ tát có mặt trong thế giới này là do nguyện lực mà các vị Bồ Tát có mặt ở trong thế gian này. Cho nên Ngài Duy Ma Cật đã đại diện cho hàng Bồ Tát, nhất là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Để rồi từ chỗ đó, Ngài Duy Ma Cật hiện thân làm một vị trưởng giả giàu có sang trọng, nhưng đời sống của Ngài luôn luôn ở trong tỉnh giác mà không có đảo điên như Ngài Duy Ma Cật đã nói. Hình thành được cái thân này là do những sự ý nghĩ, những cái tâm thức khát vọng, tâm thức khát ái để rồi hình thành cái thân này. Cái thân này như giấc mộng do hư vọng mà có quả thật. Khi mà chúng ta nghe Ngài Duy Ma Cật nói rằng cái thân này do khát vọng của yêu đương, thân này do khát vọng của ái dục và thân này khát vọng do cái sự không thật mà quả thật Đến giờ phút này chúng ta quán chiếu lại tự thân của chúng ta qua năm cái tiến trình của uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, vân vân. Mà khi nói đến ngũ uẩn đó sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì các anh chị em thử nghĩ rằng có một cái thức nào mà nó có thật không? Nó không có thật. Do vì không có thật cho nên ở nơi đây Ngài Duy Ma Cật đã nói cái thân này như giấc mộng do hư vọng mà có chứ không phải là do thực thể mà có. Nó do cái khát vọng như hồi nãy giờ đã trình bày chính vì sự khát vọng đó cho nên nó như là một giấc mộng. Một giấc mộng chúng ta sống trong một năm năm, trong một 90 năm, trong một 80 năm thì những cái khát vọng đó nó sẽ bị chấm dứt mà khi mà nó đã chấm dứt thì quả thật như là một giấc mộng mà cuộc sống này có những giấc mộng con, có những giấc mộng dài, có những giấc mộng lớn, có những giấc mộng nhỏ, tất cả chúng ta đều sống trong tiến trình của sự của giấc mộng đó. Mặc dù chúng ta có nhà, chúng ta có cửa, chúng ta có tất cả những gì mà tự thân của các anh chị em đã có nhưng mà rồi cái có đó rồi ngày mai nó sẽ không, cái có đó hôm nay nhưng mà rồi ngày mai nó sẽ tan vỡ. Vậy thì thưa các anh chị, đó có phải là một giấc mộng như trong Kinh Duy Ma Cật nói, nó có phải là hư vọng như trong Kinh Duy Ma Cật nói. Mà các anh chị em đã nghe tất cả các pháp nào nằm trong tiến trình của Hữu Vi thì tất cả các pháp đó như là giấc mộng, các pháp đó sẽ bị hư hoại, các pháp đó nó sẽ không có thành tựu một cách chắc thật, bởi vì nó nằm trong phạm trù của các pháp hữu vi. Mà cái gì nằm trong phạm trù của pháp hữu vi, cái đó sẽ bị hủy diệt. Dù rằng cái đó nó to như hoàng núi, dù rằng cái đó nó lớn như biển cả hay là nó lớn như hành tinh của mặt đất này đến một ngày nào đó hành tinh mặt đất này nó cũng sẽ bị tan vỡ cho nên ở nơi đây nói như là giấc mộng như là hư vọng như là cái bóng vang như là cái nghiệp báo thân này như đám mây trôi trên bầu trời chợt biến chợt hiện chợt có chợt không các anh chị em học kinh di ma cật các anh chị em thấy được tự thân mà trong kinh Di Ma Cật để diễn tả để rồi từ chỗ đó chúng ta quán chiếu lại thực tại của tự thân của chúng ta mà chúng ta nỗ lực tu tập chúng ta nỗ lực nhìn lại tự thân của chúng ta mà chúng ta không bị đam mê không có bị vọng động không có bị phiền não nơi tự thân của chúng ta để rồi chừng đó chúng ta ly khai được cái thân ngũ uẩn và để rồi chúng ta trở về lại cái pháp thân mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày ở nơi đây thân này như là ánh chốt như là thoáng chốc tiêu tan thân này không có chủ tể như là đất quý đại hữu thấy được rằng các anh chị thấy được rằng đất nó bỏ vào trong nước là nó sẽ bị tan vỡ ra mà nó không có thực thể với chính nó, nó không có chắc, nó không có thật. Như các anh chị em đã nghe, một cái lu làm bằng đất mà nếu cái lu đó không có nung cho nó chín, cho nó chắc mà đem đựng nước thì cái lu đó nó sẽ bị thấm nước và nó sẽ bị tan rã bởi nước. Thì cái tự thân này cũng vậy. Cái thân này không có tự ngã như lửa lửa chúng ta đốt củi củi cháy nhưng mà rồi lửa nó đâu có tự ngã của nó đâu khi mà nhiên liệu hết thì lửa tắt ngọn đèn hết dầu thì ngọn đèn tắt đó được gọi là không có tự ngã thân này không có thọ mạng như gió như vậy thì thưa các anh chị cái thân này được hình thành bởi tứ đại đất nước gió, lửa Nhưng mà rồi đất nước gió, lửa Nó không có tự ngã bởi chính nó Vì nó không có tự ngã bởi chính nó Cho nên khi mà cái nhân duyên tan rã Thì đất đi đường đất Gió đi đường gió Lửa đi đường lửa Và tất cả tứ đại sẽ đều tan rã Mà khi tứ đại tan rã thì tự thân của chúng ta sẽ không còn nữa. Vậy thì chúng ta học kinh Duy Ma Cật để chúng ta quán thấy được cái vô thường đó, cái vô ngã đó mà tự thân của chúng ta ngày hôm nay có là do duyên sinh. Mà duyên sinh có nghĩa là duyên hợp thì có mà cũng do duyên sinh, mà do không đủ duyên thì nó sẽ được tan rã, nó sẽ bị tan rã. Thân này không có người, không có nước, tức là không phải là của con người, không phải là của tứ đại. Thân này không có thật. Lấy bốn đại làm nhà, thân này rỗng không, không ngã, cũng không có sở ngã, tức là sở thuộc của ngã. Tự thân của mình đã không có, làm sao có cái sở thuộc của ngã được. Mặc dù trong đời sống hàng ngày chúng ta thường nói đây là cái nhà của tôi, đây là chiếc xe của tôi, nhưng mà rồi một ngày nào đó cái xe nó cũng sẽ bị hư rã cái nhà nó cũng sẽ mục nát và cái nhà không phải là cái nhà của mình chiếc xe không phải là chiếc xe của mình bởi vì tự thân của mình còn không có hú nữa là cái sở thuộc của tự thân chúng ta thân này là vô tri như cỏ cây hay gạch non gạch ngói khi mà chúng ta còn sống chúng ta còn tay bắt mặt mừng khi chúng ta gặp nhau khi mà chúng ta còn sống là chúng ta có đủ hết tất cả nào là tình cảm nào là thương yêu nào là giận hờn nào là si mê nhưng mà thưa các anh chị khi mà tự thân này xả bỏ báo thân cái tâm thức ra khỏi cái xác thân này thì các anh chị có nghĩ rằng tự thân đó như là gạch như là ngói như là cỏ cây hay không cho nên ở nơi đây, đây trong kinh duy mật duy mật cật đã nói rằng cái tâm này nó không có thật cái tâm này giống như là cỏ cây tâm này giống như là gạch ngói mà nó không có chắc thật một tí nào hết thân này bất tịnh vì chứa đầy uế tạp thân này hư ngụy tuy nhờ bởi tắm rửa y phục ăn uống nhưng mà rồi sẽ bị tàn hoại và diệt vong Nhờ cái phương tiện ăn uống, nhờ cái phương tiện trong đời sống hàng ngày Và tự thân của chúng ta được tồn tại qua một khoảng thời gian nào đó Thân này nhiều tai họa, bị gây rối bởi 101 thứ tật bệnh Không biết rằng trong Kinh chi Ma Cật có đếm một cách chính xác hay không Nhưng mà 101 bệnh đó thưa các anh chị còn nhiều các chứng bệnh khác nữa người thì bệnh đau chân, người thì bệnh đau tay, người thì bệnh đau đầu, người thì bệnh đau mắt. Mà nếu kể ra không biết rằng có đủ 108 cái chứng bệnh như Ngài Duy Ma cật nói hay không, hay là còn nhiều hơn 101 cái chứng bệnh mà tự thân con người của chúng ta phải cưu mang, phải cưu mang nó từ khi còn nằm ở trong lòng mẹ, đến khi sinh ra đời, rồi lớn lên với một chuỗi thời gian 100 năm đó, thưa các anh chị bao nhiêu cái sự tật nguyền bao nhiêu sự đau đớn đều đổ trên cái tự thân này mà cái thân ngũ uẩn này phải cưu mang nó cưu mang từ khi sinh ra cho đến ngày già yếu và chết đi thân này như rắn độc như kẻ thù như xóm hoang nó được tập thành bởi các uẩn các giới và các sư thưa các anh chị, với sự trình bày của kinh Duy Ma Cật, chúng ta thấy ngài Duy Ma Cật đã trình bày gồm có 26 loại thân. Gồm có 26 loại thân mà ngài Duy Ma Cật đã trình bày ở trong kinh Duy Ma Cật sở thuyết, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trong 26 loại thân đó, thân nào nó cũng không có bền vững, thân nào nó cũng yếu đuối, thân nào nó cũng đau thương mà nó không có thật vậy thì khi nói đến cái thân chúng sinh là như vậy đó, cái thân của con người là như vậy đó, hay nói tất cả sơn hà đại địa ở trên thế gian này nó đều là như vậy đó thưa các anh chị. mà khi chúng ta học kinh Diêm ma cập như thế này để chúng ta nhìn thấy được tự thân của chúng ta là huyễn, tự thân của chúng ta không có bền chắc. thì để rồi một ngày mai kia mà khi mà chúng ta xả bỏ báo thân thì cầu mong rằng các anh chị quán chiếu và hiểu được rằng chúng ta đã học kinh duy ma cật đã nói như thế đó để rồi chúng ta bớt đi những sự khổ đau chúng ta không có đau buồn khi mà chúng ta xả bỏ bao thân mà quý anh chị đã nghe một nghệ nhân một thi sĩ họ đã nói rằng khi mà chúng ta sinh ra đời chúng ta khóc thì mọi người cười nhưng đến khi mà chúng ta chết thì chúng ta cười và mọi người khóc tại sao khi mà chúng ta sinh ra đời chúng ta khóc mà chúng ta không cười là vì khi mà chúng ta có mặt ở trong thế gian này là biểu trưng cho bao nhiêu sự buồn phiền khổ lụy để chúng ta phải cưu mang nó chúng ta phải chấp nhận nó khi chúng ta sinh ra đời là kết quả của cái nghiệp báo chúng ta đã tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và ngày hôm nay chúng ta được may mắn được có một chút phước báo làm người cho nên chúng ta sinh vào cái kiếp làm người này nhưng nếu mà chúng ta không nằm trong tiến trình của sự tu chứng nếu chúng ta không đi trên tiến trình của tích lũy công đức của việc làm các hạnh lành thì chúng ta sẽ cưu mang những nỗi khổ nhiều chúng ta sẽ cưu mang những cái sự tật nguyền đau ốm nhiều chúng ta sẽ cưu mang những điều trái ý phật lòng nhiều thì quả thật rằng cái tiếng khóc đầu đời khi một con người sinh ra là biểu trưng biểu thị cho những cái sự khổ đau buồn phiền mà suốt cả một khoảng thời gian chúng ta phải cưu mang đó nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta sinh ra đời, tất cả mọi người, những người bà con khuyến thuộc của mình, cha mẹ của mình vui cười khi mà chúng ta thấy được đứa con sinh ra đời bụ bẩm, khỏe mạnh, dễ thương. Thì đó là niềm vui của những người chung quanh là họ nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta có được một thành viên ở trong gia đình nữa thành viên đó là một đứa con mới sinh ra từ chỗ đó họ vui từ chỗ đó họ mừng khi mà sinh ra là một đứa con được khỏe mạnh bụ bẩm tốt đẹp mẹ tròn con vuông thì đó là niềm vui của những người trong gia đình của đứa bé đó và đến khi mà sống 100 tuổi rồi đến ngày xả bỏ báo thân đứa bé đó trở thành một cụ già 100 tuổi cụ già đó chết thì quả thật rằng thưa các anh chị sống một chuỗi thời gian 100 năm còn cái gì để mà luyến tiếc nữa quá ư là đầy đủ cái gì đã có thì đã có và cái gì chưa có thì chắc hẳn rằng cũng đã chưa có cho nên người chết đó họ hoan hỷ họ vui để mà họ xả bỏ báo thân và ra đi cho nên cái người chết đó họ cười mà không có khóc ngược lại những người mà còn sống bà con phiến thuộc thì lại khóc khóc là vì thành viên trong gia đình lại mất đi một người không còn sống chung quanh ta trong những bữa ăn trong những sự sinh hoạt cho nên từ chỗ đó mà những người còn sống khóc người ra đi cho nên cái người nghệ sĩ đó cái người thi nhân đó họ đã nói khi chúng ta sinh ra đời thì chúng ta khóc nhưng mọi người cười và cho đến ngày chúng ta chết thì mọi người cười ở à, mọi người khóc thì chúng ta cười là nằm trên cái ý nghĩ đó trên cái giá trị đó thưa quý đời hữu cho nên ngày hôm nay chúng tôi mong rằng các anh chị em cứ sống sống một cách thoải mái sống một cách bình an sống một cách hạnh phúc để rồi một ngày mai kia mà chúng ta có xả bỏ thân mạng để chúng ta đi thì cũng không có cái gì hối tiếc cũng không có cái gì lưu luyến mà chúng ta thanh thản để chúng ta ra đi tiếp tục một đời sống trong tương lai được tốt đẹp thưa các anh chị đó là cái thân của con người mà chúng tôi đã trình bày qua 26 ký thân mà Ngài Duy Ma Cật đã nói trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Và bây giờ Ngài Duy Ma Cật nói về cái thân của Đức Phật. Chư nhân giả thân này đáng chán như vậy đó, ta nên tầm cầu thân Phật. Ngài Duy Ma Cận nói tự thân chúng sinh, tự thân của con người là đáng chán. Vì đáng chán như vậy đó cho nên chúng ta hãy đêm tâm, thanh thản, yên vui, thanh tịnh, an lạc để mà cầu được cái pháp thân. Khi Ngài Duy Mắc Cật trình bày về tự thân của con người, nó không thật như vậy đó, nó hư huyễn như vậy đó. Để chúng ta thấy được rằng tự thân của chúng sinh ngày nào còn là cái thân phàm phu này, ngày nào còn cái thân ngũ uẩn này, ngày nào còn thọ nhận cái thân tứ đại này, thì nó không thật. Từ cái không thật đó mà chúng ta nghĩ về cái thân chân thật của Như Lai, tức là pháp thân và ở nơi đây các anh chị theo dõi pháp thân của như lai pháp thân tức là cái thân sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ sinh từ giới từ định từ tuệ từ giải thoát và giải thoát tri kiến cái thân của chúng ta sinh ra từ đất từ nước từ gió từ lửa thì cái thân của đức phật được gọi là pháp thân cái thân đó được sinh ra từ vô lượng công đức từ vô lượng trí tuệ cái thân đó được sinh ra từ giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến đây là ngũ phần công đức mà khi chúng ta thường hay nghe nói đến cái ân đức của một vị của một vị bổn sư cái vị bổn sư đó đã khai sinh chúng ta ra giới thân tuệ mạng, khai ra cái thân giới và khai sinh ra cái tuệ mạng, cho nên chúng ta thường hay nói là khai sinh ra giới thân tuệ mạng, cái thân giới và cái mạng tuệ, đó là cái công đức của tôn sư, cái công đức của bậc thầy nuôi đệ tử ăn học để rồi trở thành pháp khí của nhà thiền cho nên được gọi là giới thân tuệ mạng. Thì ở nơi đây, đây trong kinh Di Ma Cập nói rằng sinh ra từ giới, từ định, từ tuệ, từ giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây chúng ta thường nghe khi mà chúng ta tụng kinh được gọi là ngũ phần hương đó, ngũ phần hương là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Vậy thì thân của Đức Thế Tôn được sinh ra từ ngũ phần hương đó, ngũ phần giải thoát đó. Nó khác với cái thân của phàm phu, cái thân của chúng sinh. Cái thân của Như Lai được sinh ra từ từ, cái sinh ra từ bi, sinh ra từ hỷ, sinh ra từ xã, từ bố thí, từ trì giới, từ nhẫn nhục, từ như hòa, từ cần hành, tinh tấn, thiền định, giải thoát, tam muội tất cả những cái thuật ngữ của nhà Phật định nghĩa về pháp thân của Như Lai mà các anh chị em đã nghe. Đó là thân được sinh ra từ thiền định, từ giải thoát, từ tam muội vân vân. Cái thân đó được sinh ra từ ba la mật, sinh ra từ phương tiện, sinh ra từ sáu thông, sinh ra từ ba minh, sinh ra từ 37 phẩm trợ đạo những thực ngữ này các anh chị em hãy tra vào trong tự điển Phật học để rồi các anh chị em đọc thêm và hiểu được cái nội dung, cái giá trị của mỗi thuật ngữ của của Phật Pháp. Sinh ra từ quán, sinh ra từ mười lực, bốn vô sở ý, mười tám Pháp bất cộng, sinh ra từ sự đoạn trừ hết thảy Pháp bất thiện. Được sinh ra từ các pháp thiện. Cho nên chư vị Bồ Tát sinh ra trong cuộc đời này là vì hạnh nguyện độ sinh. Còn tự thân của chúng ta sinh ra là do nghiệp báo mà có mặt. Nhưng mà may thay chúng ta sinh ra từ nghiệp báo nhưng mà may rằng đó là nghiệp báo lành chứ không phải là nghiệp báo dữ vì nghiệp báo lành cho nên chúng ta làm được thân người, rồi chúng ta gặp được Phật Pháp, rồi chúng ta trở thành một thành viên của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Nhờ chúng ta là thành viên của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam cho nên ngày hôm nay các anh chị em học giáo Pháp của Đấng Thế Tôn được trình bày trong Kinh Duy Ma Cật của bậc lực gia đình Phật tử Việt Nam đó. Sinh ra từ chân thật sinh ra từ sự không buông lung, từ vô lượng pháp thân thanh tịnh như vậy sinh ra cái thân như lai mà tất cả các anh chị em đã nghe. Các nhân giả nếu muốn được thân của Phật hầu chấm dứt hết thảy tật bệnh cái thân của chúng sinh thì các ngài nên phát tâm cầu tuệ giác vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thì khi nghe như thế đó các anh chị em có phát tâm cầu cái tuệ giác vô thượng hay không nếu mà các anh chị bật lực phát tâm cầu cái tuệ giác vô thượng thì quả thật rằng các anh chị em học tinh thần giáo pháp cái nội dung giáo pháp cái yếu chỉ giáo pháp duy ma cật là một điều vô cùng tốt đẹp để tác thành hết tất cả những công đức mà các anh chị em có được ngày hôm nay các anh chị em có được ngày hôm nay là hiểu được một phần nào về nội dung của kinh duy ma cật mà được trình bày ở trong chương phương tiện thiện xảo phương tiện thiện xảo có nghĩa là những cái phương tiện nó lanh lẹ, nó thích hợp, nó đúng với thời cơ. Mà chúng ta nhờ cái phương tiện thích hợp, lanh lẹ, chân thật để chúng ta tu tập, để chúng ta lấy đó làm phương tiện mà tiến thân trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên các anh chị em đã học được cái tinh thần giáo Pháp đã trình bày ngang qua hai thân là cái thân phàm phu và cái thân tuệ giác của Như Lai. Khi mà chúng ta hiểu được như thế đó rồi thì cầu mong rằng các anh chị em trong chương trình bậc lực của gia đình Phật tử chúng ta hãy nỗ lực tu tập cho chính mình. Chúng ta hãy tích lũy công đức cho chính mình. Chúng ta làm các thiện sự cho chính mình. Mà chúng ta có làm các thiện sự cho chính mình thì các cái thiện sự đó, các cái công đức đó lâu ngày chày tháng sẽ tác thành pháp thân của Như Lai kiếp này qua kiếp nọ, kiếp nọ qua kiếp kia. Trưởng giả Duy Ma Cật giảng pháp cho những người đến thăm bệnh như vậy khiến cho vô số nghìn khách viếng bệnh ngài Duy Ma Cật đều phát tâm vô thượng Bồ đề. Vậy thì những người mà đến viếng thăm Ngài Duy Ma Cật đang nằm trên giường bệnh mà nghe ngài Duy Ma Cật thuyết giảng về cái giá trị thực hữu của hai thân là phàm phu thân và Phật thân thì các anh chị em trong bậc lực đã nghe và các anh chị em đã phát tâm vô thượng Bồ đề chưa? Nếu mà ai trong chúng ta mà chưa phát tâm vô thượng Bồ đề thì cầu mong rằng trong giờ phút này hay sau một khoảng thời gian học tiếp kinh Duy Ma Cật, nắm vững được một phần nào nội dung của kinh Duy Ma Cật để các anh chị em phát Bồ đề tâm. Mà khi mà chúng ta phát Bồ đề tâm là thăng tiến trên con đường thượng cầu Phật đạo. Có lợi ích cho tự thân của mình chứ không phải là chúng ta phát Bồ đề tâm cho ai hay là có lợi ích gì cho ai trước tiên là chúng ta có lợi ích cho tự thân và tự tâm của chúng ta sau đó rồi chúng ta mang cái tinh thần giác ngộ và giải thoát đó đi hóa độ con người đi hóa độ chúng sinh đó là ý chỉ là nội dung là yếu tính là cái con đường phát nguyện của Bồ Tát mà các anh chị em đang học một bản kinh biểu trưng cho tinh thần Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy là chúng ta qua được hai chương chương thứ nhất là chương giới thiệu chương thứ hai là tình phật quốc độ chương thứ ba là chương phương tiện thiện xảo và bây giờ chúng ta đi vào chương chúng đệ tử mà các anh chị em đã biết được rằng khi nói đến chương chúng đệ tử là cái chương mà đức thế tôn sai các vị thánh đệ tử là ngày xá lợi phất ngày mục kiền liên văn văn ngày tu bồ đề đi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Nhưng các anh chị em đã đọc vào trong cái chương này rồi và các anh chị em đã thấy được rằng không có một vị thánh đệ tử nào dám đi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Thì ở nơi đây các anh chị em thấy chương chúng đệ tử lúc bấy giờ ngài Duy Ma Cật trong lòng suy nghĩ nay ta nằm bệnh, há đức Thế Tôn? Đại từ đại bi mà không rủ lòng thương tưởng đến ta đang nằm bệnh hay sao mà khi ngài duy ma cật phát khởi lên cái ý nghĩ đó thì đức thế tôn hiểu được cái tâm của ngài duy ma cật do vậy mà đức thế tôn đã sắc ngài xá lợi phất và chúng đệ tử đi thăm bệnh ngài duy ma cật chương này chúng tôi được lược giảng và để cho các anh chị em thấy được rằng cái tinh thần tu chứng của các vị thinh văn tăng tức là kết quả cuối cùng đó là a la hớn nhưng mà rồi tất cả các vị a la hớn này kể cả thập đại đệ tử của đấng thế tôn cũng không dám đi thăm bệnh ngài duy ma cật thì cái ý cái ẩn ý ở trong mà các anh chị em hiểu rằng cái trí tuệ của một bậc a la hớn không bằng trí tuệ của một vị bồ tát cái tinh thần tu tập của một vị a la hớn dẫu biết rằng cái niết bàn của a la hớn là một cái niết bàn tuyệt vời không còn sinh tử luân hồi nữa nhưng mà cái trí tuệ đó vẫn còn chi mạc vô minh vẫn còn có một cái sự giới hạn mà không phải như là cái trí tuệ của chư Phật là nó, nó hoàn toàn viên mãn là một cái trí tuệ mà được gọi là nhất thiết chủng trí. Cho nên ở nơi đây các vị Thinh Văn Tăng đó không có đi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật vì cái trí tuệ siêu việt của một vị đại Bồ Tát. Vì cái sự hiểu biết thông suốt luôn đứng lập trường trên cái phạm trù của cái thế giới vô vi của cái pháp thân của chư phật mà cái trí tuệ đó vượt hết tất cả mọi sự chướng duyên mọi sự ràng buộc mọi cái vấn đề nhơn ngã bỉ thử mà không còn có rơi rớt trong phạm trù của tam giới trí tuệ đó siêu việt lên trên tất cả. Cho nên ở nơi đây các vị đại đệ tử của Đấng Thế Tôn như Ngài Xá Lợi Pháp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Diếp vân vân và vân vân Và mỗi vị đều có lý do riêng để không đến thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày Ngài Duy Ma Cật đã đích thân đến với Ngài Đại Ca Diếp, với Ngài Đại xá lợi phất với ngài đại mục kiền liên vân vân và mỗi vị đều nghe lời nói của ngài Duy ma cật tức là biểu trưng cho tinh thần của đại thừa phật giáo và chúng tôi lượt qua những cái sự gặp gỡ của ngài duy ma cật ngang qua các vị thánh đệ tử đó và ở nơi đây các anh chị nghe sự đối thoại của ngài duy ma cật với ngài a nan Phật bảo: "A Nan, ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật." Ngài A Nan nói: "Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy vì nhớ lại có lần khi thân thể Đức Thế Tôn có chút bệnh cần sữa bò, con lấy bát đến đứng trước cửa nhà người Bà La Môn. Khi ấy, ngài Duy Ma Cật đến bảo con rằng thưa ngài a nan có chuyện gì mà cầm bác đứng ở đây sớm thế con đáp cư sĩ đức thế tôn thân có chút bệnh cần sửa bò vì vậy con tôi mới đến đây khi mà ngài duy ma cật nghe ngài a nan trình bày cái lý do bưng bình bát đứng trước cửa nhà đàn việt để xin sửa về dân cho Đức Thế Tôn vì thân của Đức Thế Tôn có chút bệnh. Khi mà nghe nói như thế đó, Ngài Duy Ma Cật chọn lại và các anh chị em lắng tâm nghe nghe để coi rằng sự trình bày của Ngài Duy Ma Cật như thế nào khi mà nghe Ngài A Nan nói và từ chỗ đó chúng ta suy tư và nghĩ về các vị thánh đệ tử kia cũng bị ngài duy ma cật chọn lại để trình bày những cái sự hiểu biết của các vị thánh đệ tử đó nó bị giới hạn như thế nào nó bị khu phận như thế nào do vậy mà các ngài không dám đi thăm bệnh ngài duy ma cật và đây duy ma cật chặn lại thôi im đi ngài a nan chớ nói những lời như vậy thân như lai là thể kim cương mọi điều xấu đã bị đoạn trừ mọi điều thiện đã được hội đủ làm gì có bệnh mà hồi nãy quý đội hữu đã nghe các anh chị đã nghe về pháp thân của như lai đó cái thân đó được sinh ra từ nơi kim cương cái sân đó được sinh ra từ nơi công đức vô lượng cái thân đó được sinh ra từ bi trí tuệ cái thân đó được sinh, được sinh ra từ giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến thì làm gì cái thân đó có bệnh được ấy về mà ngài a nan bưng bình bát để xin sửa về cho đức thế tôn uống thì quả thật rằng nếu hiểu một cách rốt ráo thì đức như lai thị hiện ra cái bệnh đó để cho chúng sinh thấy được rằng ngày nào mà còn mang lấy cái thân này dù rằng cái thân đó đã chứng đắc được gọi là à, hữu dư y niết bàn nhưng mà nó vẫn còn có bệnh ở trong cái thân hữu dư y niết bàn đó chứ không phải rằng tự thân của Như Lai bị bệnh như ngài A Nan nói cho nên từ chỗ đó ngài Duy Ma Cật đã nói như vậy đó Thân của Như Lai là thể kim cương, mọi điều xấu đã bị đoạn trừ, mọi điều thiện đã được hội đủ, làm gì có bệnh, làm gì có não. Ngài hãy im lặng mà đi đi, chớ phỉ bán Như Lai, đừng để người khác nghe những lời thô tháo như thế đó. Chớ để cho chư thiên có oi đức và Bồ Tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe những lời của Ngài nói thưa ngài a nan chuyển luân thánh vương mới chỉ tích góp các công đức nhỏ mà đã không có bệnh não rồi huống nữa là như lai hội đủ vô lượng công đức thù thắng lại còn có bệnh hay sao ngài im lặng bưng bình bát đi đi đừng để cho các người bà la môn họ nghe đừng để chư thiên họ nghe đừng để những người tu tập phạm hạnh tịnh giới họ nghe mà họ nghĩ rằng tại sao ngài A Nan lại nói như vậy đó. Nhất định không có chuyện đó, hãy đi đi thưa ngài A Nan, đừng làm xấu hết tất cả chúng tôi. Các anh chị em nghe ngài Duy Ma Cật nói chưa? Dạ. Khi mà nghe nói như thế đó thì quả thật rằng một cái trí tuệ của Bồ Tát đã quán thấy được tất cả những sự kiện, những hình dung sắc tướng của vạn hữu chúng sinh ở trong thế giới này. Trí tuệ của một vị Bồ Tát vượt tầm pháp giới, đầy đủ những cái điều kiện để chứng thực được những sự tướng, những thể tánh của con người và chúng sinh trong cái thế giới này. Cho nên Ngài Duy Ma Cật đã trình bày những cái trí tuệ của mình trước mặt Ngài A Nan cũng như trước mặt các vị thánh đệ tử mà chúng tôi đã lượt qua. Nếu người Bà La Môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ sao đáng gọi là thế tôn sư? Người này cứu được ai khi mà ông chưa cứu được nỗi thân mình của ông vì bệnh hoạn đó. Các anh chị em nghe không? Nếu mà thân của Như Lai bệnh như Ngài A Nan nói mà phải cần có sữa uống vào để thân của Như Lai được khỏe mạnh. Như vậy là thân của Như Lai còn tùy thuộc những ngoại duyên, những cái duyên ở bên ngoài chứ thân của Như Lai không làm chủ được thân của Như Lai. Theo như lời của Ngài A Nan nói, nhưng mà thưa các anh chị có đâu Thân như lai không có bệnh Thân như lai không có não Thân như lai không có phiền Thân như lai không có nhiệt Nhưng mà nếu có Như hồi nãy chúng tôi đã thưa Đó là như lai thị hiện ra Để cho chúng sinh thấy Để mà nỗ lực tu tập Và biết được đây là cái thân huyễn Nhưng mà khi mà đã chứng đắc được pháp thân Khi mà chứng đắc được tuệ giác Khi mà chứng đắc được giới được định, được tuệ, được giải thoát và giải thoát tri kiến rồi thì thân của Như Lai không có đau bệnh. Cho nên ở nơi đây ngài Duy Ma Duy Ma Cật nói: Nếu mà người Ba La Môn, người ngoại đạo nào nghe được lời nói này họ sẽ nghĩ sao đáng gọi là tôn sư, người này cứu được ai khi mà ông ta chưa cứu được tự thân của ông ta thì làm sao có thể cứu được những người khác? Các anh chị em thấy thấm thía chưa? Cho nên khi mà đi ngang qua Đức Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ, sùng phụng quy mạng để thấy được rằng cái đảnh lễ sùng phụng quy mạng đó là đảnh lễ sùng phụng quy mạng một đấng có đầy đủ tinh thần giới đức, có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta đảnh lễ Phật là chúng ta đảnh lễ lòng từ bi của đấng Thế Tôn, chúng ta đảnh lễ cái trí tuệ siêu việt của đấng Thế Tôn, chúng ta đảnh lễ ngang qua cái tinh thần tu chứng giới, tu chứng định, tu chứng huệ, tu chứng giải thoát và chu tu, tu chứng giải thoát tri kiến của Đức Như Lai. Hãy âm thầm mà đi nhanh đi, đừng để ai nghe lời nói A Nan nên biết thân Như Lai là pháp thân, không phải do tâm tư dục vọng. Phật là Đức Thế Tôn vượt ngoài ba cõi, thân Phật là vô lậu vì các lậu đã dứt sạch Thân Phật là vô vi Không thể gọi tên Thân Phật như thế đó Thì làm sao có bệnh được Mà ông bưng bình bác Đi xin sửa về cho Đức Thế Tôn Dùng được này A Nan Các anh chị em nghe Ngài Duy Ma Cập Trình bày cái sở kiến Siêu việt của mình Tinh thần tu chứng của mình vượt ra khỏi phạm trù của nhị nguyên, vượt ra khỏi cái sự suy tư thế thường nhị biên của con người. Cho nên từ chỗ đó, làm sao các vị thánh đệ tử trong quả vị thinh văn mà có thể đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật là một vị Đại Bồ Tát được biểu trưng qua thân hình của một vị nam cư sĩ. Cho nên các anh chị em nam cư sĩ Phật tử đó cố gắng tu tập cái tinh thần của ngài trưởng giả duy ma cập để rồi nỗ lực và làm theo được một phần nào với cái tinh thần tu chứng như là ngài duy ma cập được biểu trưng cho tinh thần đại thừa phật giáo đó bạch đức thế tôn nghe ông nói con ngập tràn hổ thẹn tự hỏi phải chăng con tuy gần phật nhưng đã nghe nhầm chăng. Nhưng lúc ấy con nghe tiếng nói từ không trung vọng xuống: "A nan, cư sĩ nói đúng, nhưng vì Phật hiện thân trong đời năm ác trượt này, hiện thành hiện hành pháp này để cứu độ chúng sinh. A nan, cứ đi xin sửa chớ hổ thẹn." Quý đạo hữu, các anh chị Em thấy tinh thần giáo pháp của đạo Phật nó uyển chuyển chưa? Nó viên dung chưa? Nếu đứng trên cái phương diện chân như thì hoàn toàn vắng lặng thanh tịnh, không hề có một mảy may ô nhiễm nào. Nhưng đứng trên phương tiện để độ sinh thì không có một phương tiện nào mà không dùng để cứu độ chúng sinh. Các anh chị em thấy tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn chưa? Nếu đứng trong cái phương diện này, trong cái lãnh vực này, thì Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con hãy nỗ lực tu tập đi, các con hãy gìn giữ giới đức một cách tinh nghiêm đi. Nhưng mà nếu đứng qua một phương diện khác, thì Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con hãy làm như thế này nè, các con hãy phương tiện như thế này nè, các con hãy gìn giữ như thế này nè. Mà điều này, Chúng tôi đã thuyết giảng bao nhiêu lần tinh thần giáo pháp của Đạo Phật là vô tướng. Nó không có một tướng trạng nào cứng nhắc hết. Tinh thần giới luật của Đạo Phật là bất định. Nó không phải là cố định. Tùy duyên mà uyển chuyển. Cho nên thường hay dụ cái tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn vô tướng đó giống như nước. Nước đổ vào trong thùng vuông thì nước trở thành hình vuông, nước đổ vào trong à, dụng cụ dài thì nước trở thành hình dài, vân vân. Nước là vô tướng, nó không có một cái tướng nào cứng nhắc của nó hết. Nước để vào trong cái ly thì nước trở thành hình tròn, nước đổ vào trong cái chén thì nước trở thành hình trụ, nước đổ vào trong cái dĩa thì nước trở thành hình trẹt, vân vân và vân vân khi mà ngài duy ma cật nói như thế đó ngài a nan run sợ bởi cái trí tuệ của ngài duy ma cật nhưng mà ngay trong giờ phút đó ở trên hư không ở trên không trung các vị chư thiên nói rằng ngài duy ma cật nói đúng nhưng mà vì phương tiện cho nên đức thế tôn hiện bày cái bệnh như thế đó ngài a nan cứ tiếp tục bưng bình bát và xin sửa về để cúng dường cho như lai đi đừng có run sợ nữa các anh chị em thấy cái tinh thần giáo pháp của đức như lai giết thuyết giảng cho chúng ta nghe để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng hiểu được cái câu nói phật pháp bất định pháp phật pháp không có cố định nếu vì phương tiện mà độ sinh thì chúng ta dùng tất cả những phương tiện nào có thể độ sinh được thì chúng ta độ sinh. Mà hiện thân của Như Lai vì hiện thân của Như Lai để hóa độ chúng sinh cho như cho nên thân của Như Lai cũng hiện ra sự ốm đau bệnh hoạn đó. Vậy thì cái thân của Như Lai thì hiện ra ốm đau bệnh hoạn thì phải bưng bình bát đi xin sửa về để dân cúng cho Như Lai. Đó là điều đúng trên cái phương diện của phương tiện bạch đức thế tôn trí tuệ và tài biện thuyết của ngài duy ma cật như vậy con quả thật không đủ khả năng để đến thăm bệnh ông các anh các anh chị em thấy chưa như vậy 500 đại đệ tử đều kể lại với những cuộc gặp gỡ ngài duy ma cật và những điều ông ấy đã nói đều không đủ khả năng đi đến thăm bệnh ông. Đó là cái lý do mà các vị thánh đệ tử không có dám đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cập là ở chỗ đó. Và như vậy là chúng ta qua được ba chương. Bây giờ đây là chương thứ tư. Mà cái chương này có thể nói rằng cái chương cốt lõi và ách yếu ở trong bộ kinh duy ma cật đó là chương bồ tát mà khi nói chương bồ tát là các anh chị em biết được rằng đức thế tôn sai ngài văn thù đi thăm bệnh ngài duy ma cật và để rồi các anh chị em thấy được hai vị đại bồ tát nói chuyện với nhau mà quả là ngài đại trí văn thù mới đi thăm bệnh ngài duy ma cập biểu trưng cho tinh thần đại thừa phật giáo mà hiện thân là một vị cư sĩ thì ở nơi đây các anh chị em đã thấy được rằng đức thế tôn sai ngài di lặc bồ tát sai các cái vị đồng tử sai các vị bồ tát khác để mà đến thăm bệnh ngài duy ma cập nhưng không có một vị nào mà có thể đảm nhận được cái công việc đi thăm bệnh ngài duy ma cật hết cuối cùng đức thế tôn bảo ngài đại trí văn thù hãy đi thăm bệnh ngài duy ma cật đi thì cái sự thăm bệnh ngài duy ma cật của ngài đại trí văn thù bước qua chương thứ năm Lúc bấy giờ Phật bảo văn thù sư lợi, ông hãy đi thăm bệnh Ngài Duy Mắc Cật đi. Văn thù đáp Bạch Đức Thế Tôn, với bậc thượng nhân ấy không dễ đối đáp. Vì ông đã thâm nhập thật tướng, thuyết giảng tài biện các yếu nghĩa của Phật Pháp, tài biện thuyết giảng của ông, thông suốt trí tuệ của ông vô ngại. Ông biết rõ tất cả các pháp thức của Bồ Tát đã bước vào kho tàng huyền nhiệm của chư phật hàng phục mọi thứ ma bằng du hí thần thông trí tuệ và phương tiện đều sở đắc một cách trọn vẹn như vậy con sẽ tuy vậy con sẽ văn chỉ đức như lai để đến thăm bình ông đó là lời nói của ngài đại trí văn thù Mặc dù Ngài Duy Ma Cập đủ mọi biện tài vô ngại, chứng đắc đủ mọi thứ tinh thần giáo pháp từ bi, hỷ, xã, văn, tư, tu, giới, định, tuệ. Nhưng con sẽ đi thăm bệnh Ngài Duy Ma Cập. Các anh chị em nghe bây giờ, trong chúng các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử của Đấng Thế Tôn, từ Phạm Thiên, Đế Thích cùng bốn vị thiên vương thấy đều tự suy nghĩ. Nay hai vị đại sĩ Văn Thù và Di Ma Cật gặp nhau, ắt sẽ nói Pháp vô cùng vi diệu. Cho nên, tám ngàn Bồ Tát, năm trăm thanh văn, hàng trăm ngàn các vị trời, người đều muốn đi theo Ngài Văn Thù Sư Lợi để nghe sự đối biện Giữa ngài Duy Ma Cật và ngài Đại Trí Văn Thù. Ước gì mà hồi đó có mặt chúng ta thì chắc rằng chúng ta cũng lẻo đẻo đi theo sau để mà nghe sự đối đáp giữa ngài Đại Trí Văn Thù và ngài Duy Ma Cật như thế nào. Có đâu ngày hôm nay chúng ta ngồi ở nơi đây để chúng ta học kinh Duy Ma Cật sở thuyết mà các anh chị em bậc lực đang đi vào trong cái chương trình học kinh duy ma cật sở thuyết đó các anh chị em nghe rồi thì ngài văn thù sư lợi cùng các đoàn tùy tùng cung kính vây quanh gồm các vị bồ tát chúng đại đệ tử và các trời người cùng vào thành lớn tỳ gia ly bởi vì ngài duy ma cật ở trong thành tỳ gia ly cho nên chư vị bồ tát và các hàng thánh chúng đi vào thành Gia Ly để mà thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Và các anh chị em biết được rằng khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi thừa hành ý chỉ của Như Lai để thăm bệnh ngài Duy Ma Cật thì ngay trong giờ phút đó, ngài Duy Ma Cật đã biết được rằng ngài Văn Thù Sư Lợi cũng như các hàng thánh đệ tử, các vị Bồ Tát, các Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Vương, vân vân sắp sửa đến thăm mình. Lúc bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật tâm niệm, văn thù sư lợi và đoàn tỳ tùng đang đến. Ông bàn dùng thần thông khiến cho nội thất trống không, tất cả đồ đạc cho đến gia nhân đều biến mất hết, chỉ đặt một cái giường bệnh để nằm mà thôi. Các anh chị em thấy vui chưa? cho nên cố gắng tu tập mà chứng đắc được những cái loại thần thông như thế này thì quả thật rằng chúng ta vui trong cái cuộc sống này lắm đó giống như là ngài duy ma cật khi mà biết được ngài văn thù sư lợi và hàng thánh chúng đến thăm thế là ngài duy ma cật dùng thần thông biến hóa tất cả các đồ đạc ở trong phòng không còn nữa kể cả những người gia nhân kể cả những người hầu cận không còn đồ đạc, không còn ai hết mà chỉ còn có một cái giường và ngài Duy Ma Cật nằm trên cái giường một mình mà thôi. Các anh chị em thấy vui chưa? Kính thưa các anh chị, ngài Văn Thù Sư Lợi đi vào trong nhà của ngài Duy Ma Cật, thấy căn nhà trống không, không có gì hết, chỉ một mình ngài Duy Ma Cật nằm trên giường bệnh. Ngài Duy Ma Cật nói: "Xin chào ngài Văn Thù Sư Lợi." Ngài bằng tưởng không đến mà đến, tưởng không thấy mà thấy. Thưa các anh chị, mới có bước chân vô trong nhà mà Ngài Duy Ma Cập đã nói một câu nói mà nếu là không phải là một cái trí tuệ siêu việt thì khó mà có thể trả lời cho được đó thưa các anh chị. Một cái câu nói của Ngài Duy Ma Cập mà cái câu nói đó là cái câu nói được biểu trưng cho một cái thánh trí Biểu trưng cho một cái trí tuệ của một vị Đại Bồ Tát Cho nên từ chỗ đó Ngài Duy Ma Cập à, Ngài Duy Ma Cập nói liền Ngài đến bằng cái tướng không đến mà đến Ngài thấy cái tướng không thấy mà thấy Đó là một câu nói đầu tiên mà Ngài Duy Ma Cập Đã chào hỏi Ngài Đại Trí Văn Thù cũng như các hàng thánh chúng vừa mới bước chân vào trong một cái căn phòng đồ đạc không còn nữa gia nhân không còn nữa mà chỉ có một cái giường và ngài duy ma cật nằm trên cái giường đó mà thôi ấy với mà ngài duy ma cật đã nói một câu nói ở nơi đây các anh chị em lắng lòng xuống để mà nghe ngài duy ma cật nói xin chào ngài văn thù sư lợi ngài bằng tướng không đến mà đến tướng không thấy mà thấy tướng không đến mà đến có nghĩa là cái tướng không đến mà cái tướng đó nó đang đến cái tướng không thấy mà cái tướng đó đang thấy như vậy chứng tỏ rằng chúng ta phải hiểu được rằng nếu chúng ta còn nằm trong phạm trù đối đãi chúng ta còn thấy có sự đến để đến chúng ta còn thấy có sự thấy để thấy có nghĩa là chúng ta còn vướng mắc trong hình danh sắc tướng đối đãi của phạm trù thế gian chỉ cần một câu nói đó không thôi là các vị thánh đệ tử, các thinh văn tăng không đủ trí tuệ để mà trả lời cái câu hỏi của Ngài Xá Lợi, uh, của ngài Duy Ma Cật là anh đến bằng cái tướng không đến mà đến, anh thấy bằng cái tướng không thấy mà thấy, đứng trên phạm trù tuyệt đối, không phải nằm trong phạm trù của tường đối, nhân ngã bị thử, nhị nguyên, thế thường mà con người của chúng ta thường hay sử dụng. Chỉ một câu hỏi ấy không thôi. Nếu không phải là đại trí văn thù. Thì chúng ta khó mà có thể trả lời được. Cái câu hỏi của Ngài Duy Ma Cật đó. Vậy thì. Bây giờ đã hết giờ. 5 giờ rưỡi. Chúng ta có thể nghỉ. Các anh chị em. À, uống nước. Rồi sau đó. 5 giờ 50. Chúng ta trở lại. Chân thành kính cảm ơn các anh chị em thật nhiều. Và Ajihda Phật.